Thánh Asanmo đã dạy chúng ta rằng xuất sắc dâng một thánh lễ khi còn sống thì lợi ích hơn cả ngàn thánh lễ khi đã qua đời. Và chính Chúa Giêsu Ngài cũng đã nói: hãy làm việc khi trời còn sáng, tối rồi ai thấy đường đâu mà làm. Trích trong Thánh Sử Gioan chương 4 câu 4 đã nói như vậy. Thực tế chúng ta thấy một thói quen người Công giáo chúng ta thường xin lễ cho người đã khuất, cho những người thân yêu của chúng ta đã ra đi. Và thánh lễ thường được kỷ niệm và xin vào những dịp là ngày đó chính ngày thân nhân của chúng ta đã lìa thế. Và cầu xin cho một linh hồn Phêrô, Phaolô, Maria, Anna hay là một linh hồn nào đó. Và thậm chí nhiều người còn cầu xin cho những linh hồn mồ côi. Đó là những thói quen đạo đức rất tuyệt vời. Người ta có thể xin lễ để mà cầu nguyện cho người còn sống và cho chính bản thân mình. Phải chăng đây là một khái niệm mới, một cách nhìn mới lạ? Thánh Leonard khuyên người ta dâng thánh lễ cầu cho mình khi còn sống tốt hơn là sau khi qua đời, bởi những lý do. Dâng lễ khi còn sống, chính mình được tham dự để xin ơn phúc và hối lỗi chính những lỗi lầm của mình ở ngay trong thánh lễ và tỏ lòng sám hối sâu xa trước Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, không một dấu vết tội lỗi. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu là kẻ có tội thì chúng ta hy vọng sẽ được chính lòng thương xót của Chúa ban ơn cho chúng ta ăn năn, xưng thú đền bù của mình và chúng ta quyết tâm chừa tội của chúng ta. Chết rồi và đã xuống hỏa ngục thì không còn cách nào để mà cứu vãn nữa, dù có dâng cả ngàn thánh lễ cũng không thể nào đổi được số phận đời đời. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống để chúng ta xin ơn chết lành, sẽ được Chúa phù hộ trong giờ chết nhờ ơn phúc thánh lễ, và chúng ta hoàn toàn còn cơ hội để đến được tòa giải tội, nhận được ơn xá và được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta đủ nghị lực để chúng ta vượt qua được nhiều cơn cám dỗ trong hành trình còn lại cuộc đời dương thế của chúng ta. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống đó là ân phúc vẫn còn, và nếu có phải vào luyện ngục đi chăng nữa thì ngày giờ trong ấy sẽ được rút vắn hơn. Và rồi khi chúng ta qua đời, chúng ta mới được dâng lễ cầu cho những người thân yêu chúng ta, mới nhớ đến linh hồn của chúng ta. Và trong những dịp đặc biệt một năm đôi ba lần thì hẳn nhiên điều đó khá là ít so với hành trình dương thế khi chúng ta đã lầm lỗi và chúng ta không còn cơ hội để mà sửa đổi lỗi lầm của chúng ta khi chúng ta đã lìa đời. Dâng lễ cầu cho chính mình khi còn sống thì chúng ta làm vinh danh Chúa hơn, bởi chúng ta thay đổi chính con người của mình. Chúng ta không chỉ hối lỗi mà chúng ta còn phải đền tội và thay đổi đời sống của chúng ta cho đẹp lòng Chúa hơn nữa, thì điều đó mới càng giá trị cho hành trình còn lại. Và đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta sống thánh thiện và tạo ngân hàng ân phúc của chúng ta trên thiên đàng. Dâng lên Chúa tiền bạc của cải mà Chúa đã ban cho chúng ta, khi chúng ta chia sẻ những thứ đó cho những người nghèo khó, anh em đang thiếu đói ở ngoài kia, đó là chúng ta đã tạo được những điều tuyệt vời, là chia sẻ miếng cơm manh áo, chia sẻ tình yêu cho tha nhân. Và chúng ta cũng luôn nhớ rằng cảm ơn tất cả những người đó đã tạo cơ hội để chúng ta có dịp để chia sẻ và chuyển khoản từ những đồng bạc giấy ở thế gian này hoặc những tiền bạc của cải ở thế gian này chuyển khoản về tài khoản thiên quốc. Ta tập sống một đời sống khó nghèo trong chính tinh thần của mình. Ta từ bỏ của cải khi biết đem điều đó, những thứ của cải đó, vật chất đó chia sẻ cho tha nhân. Và rồi khi chết, tiền bạc về tay con cái họ hàng, và mấy ai lo cho chúng ta, mấy ai cứu chúng ta được. Và làm sao chúng ta có thể chuyển tiền ở thế gian này về thiên đàng bằng hình thức nào khác ngoài những hình thức chia sẻ và thực tế khi chúng ta còn sống, làm việc bác ái đối với tha nhân, đối với anh em chia cơm sẻ áo cho nhau. Dâng lễ cầu cho mình khi còn sống, nếu như mình có ơn nghĩa với Chúa thì được phần thưởng gấp đôi, vừa được tha phạt luyện ngục lại vừa được công thưởng thiên đàng. Chết rồi mới xin thì chỉ được tha phạt luyện ngục, không được gia tăng công thưởng thiên đàng. Bởi khi Chúa muốn ban ơn cho ta thì mở sổ công đức, làm sao chúng ta thấy có sự cân xứng được. Chúng ta thật bất xứng khi không có sự chia sẻ đem ân phúc đến cho anh em, đến cho người thân tha nhân mình, thì
thì lấy gì mà chúng ta đủ để mà chúng ta cảm thấy mình xứng đáng để nhận ân phúc từ Thiên Chúa. Cuối cùng, chúng ta nên biết rằng một thánh lễ dâng cầu cho ta khi còn sống được tha hình phạt của ta nhiều hơn là dâng nhiều thánh lễ sau khi ta đã qua đời. Bởi nếu ta làm mếch lòng ai mà xin lỗi ngay thì dễ được tha hơn là chần chừ. Để phải xin lỗi và đền bù trước tòa án, một lời bào chữa trước tòa án tốn phí bao nhiêu tiền bạc rồi. Chúng ta phạm đến Chúa nhiều cách nếu chúng ta biết đền bù bằng việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, nhất là nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô qua chính thánh lễ hiến tế của Ngài diễn ra một cách sống động ngay trên bàn thờ. Khi linh mục truyền phép, bí tích thánh thể diễn ra, đó là mình và máu Chúa Giêsu, và chúng ta rước chính mình máu Ngài để nuôi dưỡng thần linh, là của ăn thần linh nuôi dưỡng chính thân xác và linh hồn chúng ta, thì thực sự đời sống của chúng ta đẹp biết mấy. Thì nợ nần của chúng ta cũng được tẩy xóa, và chờ đến trước tòa án Chúa mới xin đền thì hình phạt lại nặng nề biết bao. Nhìn vào mẫu gương trẻ của chân phước Sandra mới 22 tuổi, đã qua đời một cách đáng tiếc trong một vụ tai nạn xe hơi. Khi đã đính hôn, chúng ta cảm nghiệm chính về đời sống con người của chúng ta. Hành trình dương gian thật là bất chợt, nay còn mai đã ra đi. Trong danh sách dài các vị thánh đã được tiên phong thì không có nhiều vị đã đính hôn nhưng chưa kết hôn. Hiếm hơn nữa là một vị thánh đã qua đời trong khoảng thời gian đính hôn. Đó là trường hợp của chân phước Sandra Sabatini, một thiếu nữ đã từng hết lòng với Thiên Chúa. Cô có một trái tim rộng lớn và khi còn là một thiếu niên, cô thường dùng tiền tiêu vặt có được từ cha mẹ để chia sẻ cho người nghèo, hầu như không giữ lại gì cho bản thân mình. Ước mơ của Sandra Sabatini đó là được trở thành một nhà truyền giáo trong lĩnh vực y khoa. Và cô đã từng nói bác ái đó là sự hòa hợp giữa chiêm nghiệm và hành động. Nó là giao điểm mà ở nơi đó trời kết hợp với đất, nơi con người kết hợp với Thiên Chúa. Trong khi tham dự một buổi gặp mặt của cộng đoàn Giáo hoàng John 23, cô đã gặp một chàng trai trẻ tên là Guido Rossi, và họ đã yêu nhau vì có cùng chung lý tưởng. Hai người đã đính hôn và gắn kết với nhau bằng tình yêu của họ dành cho Thiên Chúa và người nghèo. Tuy nhiên, cuộc đời của Sandra đã đột ngột khép lại vào tháng 4 năm 1984. Cô đang trên đường tham dự một buổi gặp mặt của cộng đoàn Giáo hoàng John 23, và sau khi rời khỏi xe của mình, cô đã bị một chiếc xe khác đụng phải và qua đời trong bệnh viện vào ngày 2 tháng 5 năm 1984, khi đó mới 22 tuổi. Cuộc sống thánh thiện của chân phước Sandra đã để lại một nguồn cảm hứng cho nhiều người, và mối liên hệ độc đáo của cô với các cặp đôi trẻ đã đính hôn có thể làm cho vị chân phước này trở thành một người chuyển cầu hoàn hảo đến trước tòa Thiên Chúa. Phải chăng đó là những mẫu gương vô cùng tuyệt vời trong thời đại của chúng ta? Nào là mẹ Teresa Thành Calcutta, nào là Thánh Giáo Hoàng John Paulo Đệ Nhị, tất cả các ngài là những nhân chứng sống động mà chúng ta có thể biết được qua chính dòng lịch sử trong thế kỷ 21 này. Lấy đời con dệt nỗi khát khao, dệt bước ao, nhưng sao Chúa ra tay cắt đứt ngang hàng chi. Lạy Chúa, con như người thợ nề xây hạnh phúc đời riêng, một cõi ấm êm nơi thế chân, nhưng sao con vẫn cô đơn lạnh lùng. Ôi con đâu hay biết rằng đường dệt con lạc lối, những mối gạch tranh vênh xin cho con ghi nhớ. Nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uống công. Lạy
dài đang trải lưới lợi danh lội bát suốt căn ở giữa biên đời nhưng sao vẫn tay không sóng mênh mông buông lấp lạy Chúa con như người làm vườn đang chờ phát tiền lương thầm nghĩ chắc hơn người kia đến sau nhưng đâu hay cũng không hơn một đồng ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm vì cuộc đời con được Chúa mãi là thắm tươi ôi con đâu hay biết rằng đường rèn con lạc lối những mối gạch trên vanh xin cho con ghi nhớ nếu Chúa không xây nhà thì thợ nề vất vả cũng chỉ là uổng công ôi con đâu hay biết rằng thuyền đời con lạc bên những túi bạc hư vô xin cho con ghi nhớ chính Chúa nơi con tìm.